Vâng, xin kính chào quý khán thính giả của Nửa Vòng Trái Đất TV. Lúc này đây, chúng tôi đã nối máy được đến đầu cầu Fresno, nơi có phóng viên Vũ Nhân, hay còn gọi là anh Jimmy Vũ, là người nằm trong ban vận động Ủy ban trùng tu Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa. Anh sẽ cho chúng ta biết nhiều thêm thông tin khi mà anh nhận được từ bên phía Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Vâng, xin chào anh Vũ Nhân ạ. Vũ Nhân kính chào anh, kính chào quý vị khán giả, khán thính giả của đài Nửa Vòng Trái Đất. Vâng, thưa anh có thể cho biết là những thông tin anh vừa nhận được là như thế nào hay không ạ? Thưa anh, ngày hôm nay chúng tôi nhận được cái thư của ông đại sứ. Ông ta nói là chính phủ Hoa Kỳ vẫn còn đang đóng cửa để quốc hội bàn thảo và thống nhất cho quyết định về ngân sách này. Đại sứ không thể tham dự hai diễn đàn tại Bắc Cali ngày 19 tháng 1 và tại Nam Cali ngày 20 tháng 1. Và ông ta cũng thành thật xin lỗi về cái chuyện này. Thì cái thư đó chúng tôi đã gửi ra cho tất cả báo chí ngày hôm nay, chiều hôm nay rồi thưa anh. Vâng, chúng tôi được biết là trong thư đó thì ghi là vì cái vấn đề là chính phủ đóng cửa cho nên họ không thể đến Nam Bắc Cali. Tuy nhiên, ngoài những cái thông tin hàng lang, chúng tôi biết được là nó có những cái thông tin khác nữa. Tuy nhiên, anh đã cho biết là từ ngày mà có thông tin là ông đại sứ Christian Brink sẽ đến miền Nam và Bắc Cali vào tháng 1 này thăm cộng đồng, cũng như là sẽ tham dự cái cuộc họp mà có cả VAF nói về việc trùng tu Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa, thì từ ngày đó đến nay bên phía ban tổ chức có gặp nhiều khó khăn từ chính dư luận là như thế nào không? Anh có thể cho biết được không ạ? Thưa anh, ở tại Hoa Kỳ này thì làm cái gì cũng có nhiều dư luận ở đó, nhưng mà chúng tôi đã trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã giải thích cái việc làm thì cũng được rất là nhiều người, phần đông là người ta đã hiểu được cái việc làm của chúng tôi là như thế nào, thưa anh. Vâng, và ngoài ra chúng tôi biết là có cả một vị dân biểu ở tại Bắc Cali cũng đã nêu thẳng thừng là bà không hài lòng khi mà bà nghe được thông tin là khi mà ông đại sứ đến gặp cộng đồng sẽ không có lá cờ vàng. Anh có muốn nói gì về thông tin này không? À, thưa anh, đó là cái ý kiến của bà dân biểu. Đối với tôi thì đó là cái ý của bà thôi, chứ còn đối với Ủy ban ủng hộ trùng tu Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa và chúng tôi tổ chức hai cái forum này thì chúng tôi nghĩ chúng tôi không có ý kiến gì về vấn đề đó hết. Vâng, như vậy thì khi mà anh cũng như những người bên phía VAF ngày hôm nay nhận được cái thông tin này thì ngay lập tức thì phản ứng của những người bên phía VAF cũng như anh là như thế nào? Anh có thể cho biết là cái cảm nghĩ của anh ạ? À, cảm nghĩ của tôi là chúng tôi đã làm hết sức. Cái thứ nhất mà cái chủ yếu của hai cái forum miền Bắc Cali ngày 19 tháng 1 và miền Nam Cali ngày 20 tháng 1 là để nói về cái nghĩa trang, mời ông Nguyễn Đặc Thành về để trình bày về cái vấn đề nghĩa trang Quân đội Biên Hòa và trùng tu nghĩa trang Quân đội Biên Hòa và những ý kiến gì mà cộng đồng muốn hỏi họ ông Nguyễn Đặc Thành, bởi vì ông là người ra vào nghĩa trang Quân đội Biên Hòa với ông đại sứ và ông là người đã ông là một trong những nhiều tổ chức đã có công trùng tu nghĩa trang Quân đội Biên Hòa để về cho cộng đồng người Việt Nam tại miền Bắc và miền Nam Cali hiểu rõ hơn tình hình nghĩa trang Quân đội Biên Hòa nó như thế nào và những vấn đề liên quan. Đó là cái chính của cái hai ngày 19 và 20 tại Nam Cali. Còn vấn đề ông đại sứ ổng không về thì đó là cũng một cái điều cũng thành thật xin lỗi tất cả các cơ quan truyền thông báo chí hoặc là đồng bào, nhưng mà cái việc đó cũng không ảnh hưởng gì tới cái hai tổ chức hai ngày này, thưa anh. Vâng, và cũng có nhiều cái dư luận xung quanh là việc ngày hôm qua chính anh cũng như những người bên phía VF đã có một cái cuộc họp báo ở tại miền Nam California, thì có nhiều người thắc mắc là vì sao bên phía VAF không đợi đến ngày 14 khi mà có thông tin chính thức từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hoặc là thông tin chính thức có hay không cái cuộc thăm của ông Christian Brink đến Nam Bắc Cali thì sau đó mới tổ chức cuộc họp báo mà lại tổ chức ngày hôm qua, thưa anh. Thưa anh, đó là ý kiến của những người, nhưng mà thật sự ra cái cuộc họp báo này chúng ta đã dự tính trước 2 tuần và cái ngày 13 là cái ngày Chủ nhật tuần này là cái mà ban tổ chức đã dự tính tổ chức, chứ còn không có biết là ông đại sứ, chúng tôi cũng vẫn nghĩ là ông đại sứ phải về, có về, bởi vì nếu không thì người ta phải trả lời. Nhưng ngày hôm nay khi mà chúng tôi nhận được thư trả lời của ông đại sứ thì tôi mới biết chính xác là ông đại sứ không về. Vâng, như vậy thì bây giờ lúc này đây chắc chắn là rất nhiều người đang quan tâm là như vậy thì liệu rằng cái cuộc
họp cũng như là cuộc họp báo tổ chức vào ngày 19 này ở tại Bắc Cali, mà theo như ban tổ chức nói sẽ có sự hiện diện của ông Nguyễn Đạt Thành, thì như vậy nó còn diễn ra hay không và nó có diễn ra theo cái lịch trình ban đầu hay không thưa anh? Cảm ơn anh, cảm ơn quý vị. Ngày 19 vẫn diễn ra theo đúng như cái gì mà chúng tôi đã thông báo, tại vì chính hai cái showroom ở tại miền Bắc Cali ngày 19 và miền Nam Cali ngày 20 về vấn đề nghĩa trang quân đội Biên Hòa, và ông Nguyễn Đạt Thành là cái người thuyết trình về cái vấn đề đó, thì chúng tôi vẫn tổ chức ở hai nơi. Dạ thưa anh, không có gì trở ngại hết. Vâng, và anh có muốn kêu gọi đồng hương hay là những người đang quan tâm chuyện này cũng như là truyền thông, họ sẽ vẫn đến gặp ban tổ chức đông đủ để mà đưa những cái thông tin đến cho đồng hương biết hay không, hay là anh có e ngại rằng là khi mà không có sự xuất hiện của ông Kristen Brink thì sẽ có rất là nhiều người sẽ không đến cái ngày hôm đó thôi? Thưa anh, ông đại sứ Hoa Kỳ, ông có giá trị với người cần đến ông, còn đối với Ủy ban ủng hộ trùng tu nghĩa trang quân đội Biên Hòa, đối với VAF tại Cali hợp tác với chúng tôi để mời ông đại sứ về, mời ông Đạt Thành về, thì cái vấn đề chính của chúng tôi là muốn cho tất cả quý đồng hương người Việt ở các nơi và cơ quan truyền thông báo chí biết được cái nghĩa trang quân đội Biên Hòa hiện nay nó như thế nào và nó được trùng tu ra sao, để tránh đi những cái dư luận mà mấy lâu nay anh thấy người ta nói ra nói vào nhiều mà chẳng ai, không có ai biết được chính xác. Và ông Nguyễn Đạt Thành, chủ tịch VAF, là người biết rất là chính xác, người đã từng đi về với ông đại sứ, ông đứng ra ông thuyết trình cái vấn đề này, vì đây là cái vấn đề tôi nghĩ là quan trọng đối với cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Thì tôi cũng kính mong các cơ quan truyền thông báo chí và đồng hương đến đông đủ để tham dự, để nghe ông Nguyễn Đạt Thành nói về vấn đề nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Và quý vị có thể đặt những câu hỏi gì mà quý vị muốn đối với nghĩa trang quân đội Biên Hòa đối với ông Nguyễn Đạt Thành đó thưa anh. Vâng, thưa quý vị, có thể nói rằng là như vậy là thông tin mà chúng tôi vừa đưa đến cho quý vị trong cái video cách đây hơn một giờ đồng hồ là những thông tin chính xác. Và như vậy là sự việc là ông đại sứ Mỹ tại Việt Nam là ông Kristen Brink đã hủy chuyến đi thăm cộng đồng người Việt ở tại miền Nam và miền Bắc California vào gần cuối tháng 1 này là đúng. Và có lẽ là đây là một điều rất đáng buồn cho những người đang quan tâm chuyện này, cũng như là cộng đồng người Việt mong muốn gặp ông để nêu lên những cái suy nghĩ, những cái mong muốn của họ trực tiếp với ông đại sứ Mỹ tại Việt Nam, thì sẽ không có thể diễn ra cụ thể là vào tháng 1 này. Và nhân tiện đây có lẽ là cũng là một cái điều mà chúng ta đáng quan tâm hơn, là khi bất kỳ có những phái đoàn hay những viên chức nào đến gặp cộng đồng ở Việt Nam, thường là sẽ có những dư luận ra vào về những cái việc như là chính trị cũng như cờ vàng có hay không có cờ vàng. Tuy nhiên, có lẽ là giờ phút này đây, ngay lúc này đây thì những cái việc đó mà chúng ta có muốn có hay không, nó cũng không là vấn đề nữa, bởi vì ông đại sứ Mỹ đã hủy chuyến đi đến thăm cộng đồng người Việt của chúng ta. Cảm ơn anh Vũ Nhân rất nhiều về những thông tin của anh, cũng như là chúng tôi sẽ hỗ trợ anh cũng như là đưa những thông tin của VAF cho vào những ngày 19-20 khi mà ban tổ chức có những cuộc họp như vậy. Cảm ơn anh ạ. Cũng nhân cảm ơn anh và cảm ơn tất cả quý vị. Vâng, xin chào anh.